Xin chào các bạn, tôi là Trần Đức đến từ Học viện NIT IT Max. Video này chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình quản lý sinh viên. Chương trình quản lý sinh viên của chúng ta đã có một chức năng thêm và bây giờ chúng ta cần phải đi viết chức năng sửa và xóa. Tôi viết code cho sự kiện sửa. Tôi khai báo một data row bằng chính cái data table, cái dt của tôi chiếm snake ra cái dòng mà có mã sinh viên bằng với cái mã sinh viên được hiển thị trên dt mã sinh viên. Các bạn chú ý mã sinh viên của chúng ta là kiểu int, cho nên chúng ta sẽ phải convert to int 32 và chúng ta tiếp tục thực hiện exit, tôi begin exit cái row này và tôi gán giá trị cho cái trường họ sinh viên bằng tt họ sinh viên, tag của tt họ sinh viên. Tương tự các bạn cũng gán giá trị cho các trường còn lại như là tên, tuổi, giới tính, click date hoặc là và class id. Cuối cùng chúng ta kết thúc exit bằng câu lệnh row.energy. Các bạn đi khai báo một command, tôi khai báo một command update dùng để update vào database. Command update của chúng ta, type của nó là command type của text. Tôi đi viết câu lệnh update CodeQL dùng để update vào table student. Tôi gán giá trị cho các parameter của tôi cấu trúc như sau. Tên của parameter của tôi SNDID, kiểu dữ liệu là kiểu INT và giá trị truyền vào ở đây của tôi là mã sinh viên. Tương tự tôi cũng đi gán giá trị cho các parameter còn lại. Tôi thực hiện update dữ liệu vào cái table và tôi xuất ra màn hình, sau hiển thị ra màn hình một thông báo là bạn đã sửa thành công. Tôi chạy thử cho các bạn thấy. Sửa, ok, đã sửa thành công. Chúng ta tiếp tục với nút xóa. Cũng giống như nút sửa, tôi cũng đi khai báo một data row, cũng chính là cái dòng có mã sinh viên bằng tt mã sinh viên chấm text. Tôi bắt đầu begin exit, tôi đi exit cái row này, tôi thực hiện câu lệnh init row chấm init và tôi end exit. Tôi cũng đi khai báo một sql command, tôi đặt tên là command init bằng new sql command. Command thai cũng giống như command insert, command update thì command type của tôi ở đây, command init của tôi cũng có type là của text. Tôi viết câu lệnh truy vấn SQL. Câu lệnh SQL của tôi ở đây dùng để delete from tên table với điều kiện mã cái SNDID phải bằng một cái parameter A cộng SNDID. Tôi gán giá trị cho parameter A cộng SNDID của tôi bằng chính cái mã sinh viên. Tôi thực hiện update dữ liệu và xuất ra màn hình. Show ra màn hình một message box là bạn đã xóa thành công. Chúng ta build và chạy thử chương trình nhé. Tôi xóa thành công rồi. Các bạn lưu ý chúng ta cần phải bắt một cái lỗi, nỡ như trong database của chúng ta mà rỗng không có dữ liệu
thì chúng ta phải bắt một cái lỗi là có dữ liệu hay không đã. Tôi dùng ở đây tôi dùng cách kiểm tra xem cái TT mã sinh viên của tôi có độ dài có lớn hay không, bằng lớn hơn không hay không. Nếu mà lớn hơn không thì tôi mới thực hiện cho sửa hoặc là xóa, ngược lại thì sẽ không cho làm gì. Tôi copy một cái hàm kiểm tra ở bên form insert mà chúng ta đã làm. Tôi copy sang bên đây để phục vụ cho chức năng sửa. Tôi gọi hàm kiểm tra ra. Nếu mà kiểm tra mà không có vấn đề gì, tức là đến KT của tôi mà bằng true, thì tôi mới cho phép sửa. Hàm kiểm tra của tôi ở đây là tôi kiểm tra xem họ trường họ có rỗng hay không và trường click date có rỗng hay không. Nhưng mà rỗng, tôi rỗng thì để rỗng thì sẽ phải báo ra màn hình bạn chưa nhập. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được các chức năng thêm sửa xóa. Video sau chúng ta sẽ tiếp tục các chức năng tìm kiếm và chức năng nghiệp vụ xếp lớp và chọn đề tài. Xin chào các bạn.